Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 8 cái token Kuros tương đương với 5 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 20 tháng 5 nhé. Rồi sau đó mọi người sẽ thực hiện kết quả phép tính. Và sau đó thì sẽ join vào Telegram. Rồi quay trở lại này, mọi người follow Twitter này. Tiếp tục quay trở lại, join tiếp vào Medium. Và mọi người sẽ phải bật VPN lên. Rồi quay trở lại Medium, tải lại trang. Chọn follow này. Ok, sau khi follow xong mọi người tắt VPN cho mình. Và quay trở về bot. Chọn loan này. Nhập username của Twitter. Rồi sau đó nhập username của Medium. Tiếp tục chọn đơn. Và sau đó gửi cho nó địa chỉ ví ETH ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask. Rồi ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.